Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách sửa những lỗi mà các bạn thường hay gặp trong Zoom phần 1 nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ để lại một like, subscribe. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình trả lời thắc mắc của mình nha. Giờ bắt đầu nè. Thì cái lỗi đầu tiên đó chính là 5.000 năm cái số lỗi mã 5.000 5.003 5.004 chấm 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 những cái số này. Ok, thì cái vấn đề của những cái số lỗi này ấy đó chính là nó có sự cố kết nối với mấy chủ Zoom, như là các bạn đang vô Zoom ấy thì nó nói là nó không có kết nối được, nó không có kết nối mạng của bạn được, bạn hãy thử lại. Thì nó sẽ ghi mấy cái số lỗi này, mẹ lỗi này, 5.000, 5.003, 5.004 đây. Thì cách xử lỗi là nếu mạng của bạn có Fiverr hoặc Proxy thì các bạn hãy kiểm tra cài đặt Fiverr và Proxy của bạn, bởi vì nó có thể là dẫn đến việc mà làm cho cái mạng nó bị sao ấy. Thì còn cách thứ hai thì nếu các bạn có một phần mềm chống virus như Avast, AVG và phần mềm chống virus Bat thì các bạn hãy tách phần mềm nó đi, bởi vì nó chỉ có thể chặn kết nối Zoom của các bạn. Thì các bạn biết tại sao không? Bởi vì những cái phần mềm chống virus đó nó chỉ coi, có lúc nó chỉ coi Zoom như là một cái virus, hoặc là lúc này mình vô phòng ấy để nó thấy ấy, thấy nhiều người ấy, nó tưởng là mấy người đó chỉ đột nhập vô danh họ mình ấy, hacker ấy đồ ấy, nên là chỉ chẳng kết nối lại. Rồi còn cách cuối cùng là các bạn hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ internet của các bạn để mà biết các bạn có thể kết nối với Zoom nha. Rồi thì cái lỗi tiếp theo đó chính là lỗi Dimitin has an unexpected error code. Thì mẹ cái lỗi này đó chính là 2008. Thì cái vấn đề của cái lỗi này ấy đó chính là giấy phép cho trang web của các bạn không được áp dụng cho người dùng, hay giấy phép không còn hiệu lực trên trang web của các bạn nữa. Thì cách xử lỗi đó chính là các bạn hãy truy cập quản lý người dùng với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên và sử dụng và chỉ định giấy phép trên trang web phù hợp cho người dùng nha. Rồi tiếp theo là lỗi thứ ba. Thì lỗi này thì dành cho những bạn mà dùng Zoom cũ nha. Những bạn dùng Zoom cũ thường hay gặp cái sự cố này à. Đó chính là xmbbdll.dll is missing from your computer. Thì cái lỗi này, cái đấy nói là Zoom nó không thể tìm thấy tiệp smbbdll.dll trên máy tính, hay trên máy tính bạn không có tiệp đó. Đấy, kiểu vậy. Nên là các bạn thì cái này nó sẽ giúp ích cho Zoom cái việc mà chạy cái phòng mà chạy mãi cái nói người ta chắc ấy. Thì đây thì cách xử lỗi thì các bạn hãy cài lại phiên bản mới nhất của Zoom bằng cách tải qua cho trang web chính của Zoom. Thì thì mình sẽ để link tải Zoom gấp nha, cho trang web gấp của nó ở dưới phần mô tả nha. Thì còn một cách khác là các bạn hãy bật hồ sơ của bạn ở bên phải trên cùng của máy tính, rồi các bạn hãy nhấn vào check for update để xem phiên bản mới nhất của Zoom nha. Thì cho check for update chỉ là những tin thông báo của cập nhật của Zoom, nên các bạn hãy xem thường xuyên mỗi ngày để mà biết nha. Rồi loại tiếp theo đó chính là this meeting ID is not valid, please check and try again. Thì loại thì cái vấn đề của cái loại này thì
Có rất là nhiều bạn mà mới dùng Zoom ấy thì đã bị như vậy rồi. Rất là nhiều bạn mà khi mà mới dùng Zoom là các bạn được xuống được phòng ID phòng, mà ghi mà nó bị lỗi đó, người ta nói là sai sai mã phòng rồi. Thì đây thì cái vấn đề ấy là các bạn hãy nhập lại ID phòng, hãy lại tải Zoom phiên bản mới nhất nha. Tải Zoom phiên bản cũ nó cũng có thể làm cho cái phòng ID nó bị sao ấy, cái phòng nó bị sao nên ID vô không có được. Và cái đây giờ tới cái loại tiếp theo đó chính là entry point not found và the browse do entry point could not be detected. Thì cái vấn đề nó hơi phức tạp nên là mình sẽ bỏ qua. Và cách xử lỗi thì các bạn hãy cài lại reinstall Visual Studio C++ 2008 CB1. Thì các bạn hãy tải cái này, bởi vì Zoom cũng có thể được chạy bởi Zoom được cũng có thể được tạo ra từ C cộng cộng. Và nó sẽ có thể chạy lệnh từ cái mà mình nói cài lại đấy. Thì do nó cũ ấy nó lên hẹn là nó không có, nên nó không có chạy mấy cái lệnh của Zoom đỡ chạy đỡ bật Zoom được, nên là nó sẽ ghi cái lỗi này. Nên là các bạn mình sẽ đỡ cái Linux ở dưới phòng một tệ nha. Giờ lỗi tiếp theo đó chính là There is no disk in this drive, please insert a disk into drive. Thì vấn đề đó chính là ứng dụng Zoom đang tìm đường dẫn tiếp cho máy Windows của bạn, nhưng nó không có tìm thấy cái đường dẫn đó. Thì thông thường điều này xảy ra khi mà các bạn tham gia lời lời khỏi một cuộc họp. Thì giống như là nó đang tìm, mình đang quay video, mình đang chat với mấy bạn, và nó đang lưu lại cái khoảnh khắc đó, hoặc là nó lưu phong mà nó lưu ID phong lại, nó tự động lưu luôn, nhưng mà nó không có tìm thấy chỗ nào đó mà mình lưu, nó không thấy ổ đĩa nào hết nên nó mới kêu vậy. Nên là các bạn hãy gỡ bỏ phần mềm Zoom rồi các bạn hãy tải lại phiên bản mới nhất của Zoom cho tra cấp nha. Thì mình đã vô phòng một tệ rồi. Rồi thì hôm nay chúng ta đã học xong cách dùng Zoom rồi nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình đáp yêu cầu của các bạn nha. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.